Xin chào mọi người, mình muốn giới thiệu với mọi người đồng hồ đơn đo ga lạnh áp thấp thương hiệu Ekun, model là HMG-1-L. Thì đây là mặt đồng hồ của nó. Như các anh chị thấy thì nó đo được rất là nhiều các loại ga, từ giờ 22, 134, 410A cho đến 407C. Và nó được hiển thị trên cái mặt đồng hồ. Ưu điểm của bộ này thì nó có thêm một cái mắt để mình nhìn được cái lượng ga di chuyển qua lại. Và cái ưu điểm thứ hai là cái núm vặn được thiết kế bằng kim loại. Thì trong trường hợp mà anh chị có làm những cái môi trường mà liên quan đến dầu nhớt hay nhiệt độ cao thì nó tránh được tình trạng rách hoặc là vỡ. Vì thực tế thì mình đi khảo sát thì có rất nhiều những cái bộ đồng hồ thương hiệu khác họ bị vỡ cái nút này mà không biết cách thay, cũng như không biết chỗ nào mua, dẫn đến là họ bỏ lãng phí. Đây là mặt sau của đồng hồ. Anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị kỹ thuật Alpha, số hotline trên màn hình. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.